Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Hôm rồi thì mình kiểu như là cố gắng đi tìm trứng rồng nhưng mà kết quả thì không có thêm trứng rồng mới nào hết. Khá là buồn luôn, thành thử ra bữa nay thì thôi, ghét rồi không đi tìm nữa, mình tự chế tạo trứng rồng cho mình. Rồi đi up luôn ha. Mình cũng tự chế tạo trứng rồng được chứ bộ. Rồi, giờ thì mình làm trước một cái trứng sắt trước. Đây là cái để mình có thể chứa những cái DNA rồng nè. Và hôm nay thì mình sẽ lai tạo hai em rồng. Hơi đặc biệt một xíu ha. Một em là em rồng ngự trị ở vùng sa mạc và rất là đẹp luôn. Đó chính là rồng Night Stalker ha. Đó, thí sinh đầu tiên. Rồi, thí sinh tiếp theo, mới gần đây thôi, mình tìm được ở bên thế giới Lycan. Đó chính là em rồng kiểu như là Macaron ha. Wow, sự kết hợp giữa hai em này không biết sẽ như thế nào đây. Hồi hộp quá. Giờ thì lấy DNA trước nè. Rồi, đầu tiên là DNA của rồng Macaron nè. Tiếp theo là DNA của rồng Night Stalker ha. Chuẩn bị. Úi, ok. Tới công đoạn quan trọng thì em lên bay lên, không có lấy được rồi. Lại đây, lấy nhầm nữa là mệt đấy. Cắt. Đó, xong phiên. Vậy là chúng ta đã có được hai DNA cần thiết rồi. Giờ thì lên trên và tiến hành kết hợp DNA thôi. Đâu, cho vô. Cho hai cái DNA vô ha. Rồi, cho vào trứng. Quá trình chuyển đổi đang bắt đầu diễn ra và chuẩn bị. Hai hôm nay sẽ tạo ra một quả trứng rồng có tên gọi là Nightula. Uầy, nghe tên là tí xịn rồi đó nha, Nightula. Rồi, giờ thì cho vô cái máy ấp trứng rồng để cho nó ấp ha. Hy vọng quá trình này sẽ diễn ra nhanh. Trong lúc chờ đợi cái trứng rồng Nightula của mình ấp thì mình sẽ lôi những quyển sách mà mình có được trong những chuyến khám phá gần đây ra ha. Tổng cộng thì sau hai chuyến khám phá mình có được 9 quyển sách khác nhau nè. Mình sẽ bắt đầu cho vô gậy phép và học thôi. Đây, đầu tiên là những phép master đi ha. Mình có được hai phép master nè. Rồi mấy phép advanced ta? Một phép advanced. Ồ, được một phép advanced à. Rồi, thêm hai quyển sách cấp apprentice nữa. Xong. Giờ thì đem ra ngoài và test thôi. Hồi hộp quá, cái này phải học hai chập rồi mới hết được, tại nhiều sách quá. Rồi, test luôn nha. Chắc mình sẽ qua cái chỗ mình hay test phép thuật đi. Storm Elemental mạnh lắm nha. Đó. Ui dồi. Vậy là phép này nó sẽ liên quan tới sấm sét rồi nè. Ủa, phép này công dụng của nó là gì ta? Mình nghĩ nó là một phép kiểu như là tấn công ấy. Mình nghĩ vậy. Nhưng mà cách dùng thì mình đang dùng sai cách hay sao ấy, nó chưa có dùng được. Ôi, được rồi. Phép này có tên là Thunderstorm. Bão sấm sét hả? Đâu, dùng lại coi. Ô, kỳ ta. Hay phải chĩa xuống đất. Này, mình dẫn sức nhưng mà nó không có tấn công nè. Ui, tấn công nè. Ui, nó không tấn công thì thôi, nhưng mà nó tấn công thì nó giật, giật sấm sét á, rất là mạnh luôn á. Wow, một phép một nửa cây máu con rồng Red Dead luôn. Quá ghê gớm. Được nha, một phép tấn công diện rộng. Hợp lý. Rồi, tiếp theo, một phép master đó. Ôi, phép này có tên là Fly. Bay lượn hả? Nó là phép master luôn. Wow, phép này giúp mình mọc ra đôi cánh phép thuật này và mình có thể bay được luôn. Wow. Ui da, nhưng mà té khá là đau nha. Lắc, bay nhanh quá. Ủa, mà cái này bay cũng đâu nhanh lắm đâu, sao lắc như vậy? Ui, nhưng mà phải cẩn thận nha, phép này bay lớn ngớ là cao quá, nó rớt xuống là chết queo luôn ấy.
Vậy là một phép giúp mình có thể di chuyển lên trên bầu trời thoải mái ha. Không có rồng thì mình vẫn có thể bay được, lượn được nè. Wow. Và đây là phép bên hệ hệ trái đất luôn. Wow. Hai phép master mình đã học được rồi. Giờ tiếp tục nào. Conjure Shadow Blade. À, nó cho mình một thanh gươm bóng tối. Đây, mình đang cầm trên tay là thanh gươm bóng tối. Và khi mình đánh trúng kẻ địch bằng thanh gươm này, có vẻ là kẻ địch sẽ bị dính hiệu ứng yếu đuối đấy. Mình thấy vậy. Nhưng mà nó dùng được một lúc là nó sẽ tự biến mất thôi. Thanh gươm này cũng có giới hạn của nó à. Đấy, hết rồi. Kiểu nó có thời gian á. Wow. Rồi, ok. Một phép cũng khá là hay ha. Phép tiếp theo có tên là Life Drain. Giống như hút máu vậy ta. Cái phép này mình dùng... Ờ, hình như đây là phép hút máu đấy. Ui, mình sẽ hút máu cùng dùm bài. Đồ. Giờ có phép mấy em. Tấn công vừa gây được sát thương mà vừa hồi phục được luôn nè. Quá tốt luôn. Phép cuối cùng. À, phép cuối cùng là phép chích độc á. Mình sẽ chích độc vô mấy con quái. Nhưng mà đối với con zombie thì nó không có bị dính độc được. Oh man. Vậy là phép này sẽ không hiệu nghiệm với mấy con mà kháng độc rồi. Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã test sơ qua được một lượt rồi ha. Quá dữ, quá dữ. Ui, nhưng mà có rồng ở đây, không biết mình có nên dùng thử không ta. Không biết có trúng rồng mình không nữa. Ồ, hình quá, phép này dùng nó sẽ không có ảnh hưởng đến rồng mình á. Vậy thì tốt. Mình chỉ sợ những cái phép điện này á, nó không phân biệt được đồng minh các thứ á. Nó giật một phát một trúng mấy em rồng của mình thì tội nghiệp lắm. Có nhiều em rồng bị mình vô ý á, là đánh trúng hoài luôn. Nên bây giờ mình dùng phép mình cũng thận trọng lắm. Để kẻo chưa đi khám phá mà mấy em rồng mình mất máu thì tội nghiệp. Rồi, giờ thì mình sẽ về nhà để coi cái trứng ấp tới đâu. Cũng như là học nốt mấy phép còn lại trước khi chúng ta lên đường đi khám phá ngày hôm nay ha. Dù trứng ấp tới đâu rồi ta. Ôi. À, tên pháp sư này. Láo tét thiệt. Cho đếm mùi. Phép thuộc độc nè. Ui, mất tiêu rồi. Ui, cái gậy phép mình đâu rồi. Ê, trả gậy phép. Ôi, đây rồi. Ui, thanh niên đó có cái phép thuật ăn cướp đồ của mình. Trời ơi, phép thuật đó đỉnh vậy. Mình có đúng cái gậy phép master hệ thường này. Hắn dùng phép nào đó lụm luôn mà. Ghê chưa. Sợ quá, đi học phép cho đỡ sợ coi. Rồi, học nốt mấy cái phép còn lại ha. 1 quyển, 2 quyển, 3, 4, 5. 5 quyển luôn. Quá đã. Rồi, và trên đó mình vẫn còn nghe cái tiếng ấp trứng rồng ấy. Có vẻ là trứng rồng ấp vẫn chưa xong á. Chính xác luôn. Ăn sớm đập trứng tập thể dục coi. Rồi, đập trứng cũng là bước cuối cùng để chúng ta có được trứng rồng sau khi ấp ha. Giờ thì vừa lấy gậy phép nè. Rồi vừa lấy một cái ọp ra. Để chúng ta chuẩn bị chào đón thành viên mới thôi. Để coi nay Tula trông như thế nào đây. Rồi. Úi. Ủa sao mình thấy giống em rồng ma cà rồng vậy? Khác một xíu là cái phần cánh nó có được bấm khuyên thôi. Đeo trang sức được. Rồng cũng hiếp được hớp với bấm khuyên hết, bấm khuyên tai nè. Rồi tới bấm khuyên cánh nữa. Tuy là lai tạo giữa hai em rồng nhưng mà mình thấy em này kiểu 70% là giống rồng mà rồng ma cà rồng rồi ha. Rồi chuẩn bị nha. Hiện tại là cấp 23, 24 nè. 25. Em này thì cực kỳ giống rồng ma cà rồng luôn á. Chỉ có một tí xíu cái đặc điểm của rồng Night Stalker thôi. Đó chính là bấm khuyên ha. Hơi hiếp đỡ hấp một xíu. Bấm khuyên đủ bộ phận hết trơn á. Rồi đeo vòng chân đồ ha. Wow. Mình lấy rồng ma cà rồng ra cho các bạn so sánh nè. Như đúc luôn á. Khác có tí tẹo mà. Đấy. Khác có tí tẹo thôi.
Thôi kệ không sao. Nói chung thì rồng này đẹp ha, cũng như là phiên bản nâng cấp của rồng Macaron vậy á. Chỉ hơi thiệt cho Night Stalker thôi, là tuy lai tạo giữa giữa ẻm và Macaron nhưng mà vẫn không có nhiều đặc điểm của ẻm cho lắm. Nhưng không sao, dù sao đây cũng là một em rồng khá là ngầu ha. Đó, hơi bị đã luôn. Không biết là cấp bao nhiêu mới cưỡi được rồng Night Tula nhờ. Để mình sẽ cho ăn thêm một ít coi. Mình cũng không có nhiều đồ ăn cho lắm, còn hai phần ăn cuối cùng nè. Rồi, Night Tula cho anh cưỡi chưa? Chưa cho cưỡi luôn. Uầy, không biết chừng nào mới cưỡi được em này ha. Trời ơi, bấm khuyền các thứ. Sừng là sừng tím mới chịu nha, tím mộng mơ. Rồi vô trong trước đây. Nào đổ đồ ăn anh sẽ cho ăn thêm. Giờ cầm mấy cái ọp mình mới nhớ là nếu mà mình có được cái ọp storage này, hình như mình có thể chứa mấy cái ọp này nó tiện hơn á. Dạ thì mình đã có được một cái ọp storage rồi. Mình sẽ thử đặt nó xuống á. Đặt ở ngay phía chỗ nào ta? Phía trên đi. Ngay trên này. Ui. Coi cái hiệu ứng mở này. Đã thiệt. Ồ, mình sẽ cho vô đây hả? Đúng không? Nè, kìa. Wow, đẹp thiệt. Ui, đã nha. Để bây giờ mình thử mình đem mấy trứng rồng của mình á lên trên đó coi. Có chưa hết nổi hay không? A few moments later. Mình phải chế tạo thêm hẳn một cái nữa thì mới đủ sức chứa tất cả các... cái Raiden orb của mình á. Wow, mấy cái orb để trong đây nhìn đúng đẹp luôn ấy. Quên, nãy thả em Red ra ngoài, quên bắt vô. Rồi, xong. Nhìn thích ghê luôn ấy. Đây, ngắm cái này cả ngày cũng được, nhìn cứ bị xịn làm sao á. Nhưng mà tiếc thay là những cái Raiden orb này vô đây thì nó không có để cái icon của em rồng ha. Mình muốn tìm cũng hơi khó, phải chi ở đây nó có một cái thanh tìm kiếm nè, để mình tìm tên của em rồng thì hay biết mấy. Nhưng mà không sao, dù sao thì cũng có chỗ cất trứng rồng, nhìn nó cũng chuyên nghiệp hẳn á. Chứ để mấy trứng rồng trong rương thì cũng cứ sao ấy. Để trong đó nhìn cho nó đẹp ha. Rồi giờ thì ra ngoài test thêm một vài phép trước khi lên đường khám phá thôi. Mình sẽ phát ra một cái tia sáng là mục tiêu kiểu như là mù lò và gây sát thương luôn. Những cái con kiểu như là zombie, con xương đồ á thì sẽ nhân đôi đam. Ô, và bị dính hiệu ứng lửa luôn. À, cái này là đúng kiểu khắc chế zombie luôn ấy. Ui, đầy có zombie luôn. Ui trời ơi, mới đụng vô cái mất 15 máu thôi. Rồi luôn, xác định con zombie với mình rồi. Chiến này nó gặp mình là nó tàn đời. Ui, giật máu đúng nhiều luôn á. Mạnh, phép này bên hệ hồi phục nhưng mà lại tấn công được nha. Hơi bị đỉnh. Cứa cái mầm cây xuống. Mình cần một cái mầm cây lắm luôn á. À đây rồi. Yeah, có mầm cây. Rồi chậm cây lại thôi. Mình cần cái mầm cây này tại vì hôm nay mình sẽ đi khám phá ở một thế giới nó khá là đặc biệt ha. Giờ đầu tiên mình sẽ làm cái nơi đó trước ha. Trồng cái mầm cây xuống và sử dụng cái chìa khóa farm từ những tên pháp sư hắc ám nè. Mình sẽ kích hoạt vô cái mầm cây này. Nhưng mà chỗ này thì nó hơi nhỏ rồi, mình không có kích hoạt được. Vậy là mình phải tìm một cái nơi rộng rãi hơn. Ở đây thì sao? Ở đây mình thấy rộng hơn xíu nè. Thử nha. Đó. Khi mình kích hoạt thì nó sẽ tạo ra một cái cây nhìn khá là ghê ha, như cây cổ thụ ấy. Và hôm nay chúng ta sẽ chính thức bước qua thế giới Between Land ha. Đó là vùng đất kiểu như khoảng giữa, khá là nguy hiểm luôn, cũng như là có rất là nhiều điều mới mà mình chưa có biết á. Và trước khi đi thì để mình cho rồng Night Tula của mình ăn thêm một chập nữa cái đã. Để coi ăn thêm chập 2 này thì có lớn hay không nha. Ồ cái gì sao tấn công tôi vậy? Ok, gì vậy Butterit? Tại vì đây là màu hiếm nên tha nha. Thử tấn công trúng một phát là tới công chuyện đó. Ôi trời ơi, sao tự nhiên cứ gài nhà gần nhà mình bất ổn vậy ta? Bị cà khịa liên tục luôn ấy. Rồi,
Giờ thì thôi, mình đang có mấy em gặp nhỏ nên mình sẽ hạn chế cà khịa ha. Chứ không thôi gặp mình hàng ngày là cái con đó tới số rồi đó. Hơi bị nóng. Rồi, và bây giờ thì mình đã có thể cưỡi được rồng Nightula rồi nè. Wow. Ui, công nhận em này bấm khuyên các thứ đẹp thiệt luôn á. Càng nhìn càng thấy đẹp ấy. Ui da, nhưng mà mình bị cà giật mất rồi. Đáp xuống em ơi, để ngắm được một chập nữa coi. Xin nha, giữ nha. Hiếp đỡ hớp nha. Rồi. Uầy, em này mà cưỡi ở bên thế giới Between Land chắc hơi bị quách xà lách đó nha. Được, đi thôi nào. Giờ thì cùng mình qua thế giới Between Land để cùng nhau khám phá coi coi bên đó có cái gì hay ho hay không. Đi thôi. Get go. Thử thách 6 ngày 6 đêm sống bên Between Land. Dù ăn hành cái nào cũng không đi về. Get go nào. Không biết xuất hiện ở vùng nào nữa đây. Hồi hộp quá à. Nghe đồn bên đây nó nhiều đầm lầy lắm á. Ui, và có một điều nữa là thức ăn. Ở bên thế giới thường mà đem qua đây là nó sẽ bị thối rữa hết nè. Yêu. Cất vô thôi. Về nhà hâm lại ăn sao. Uầy, gì thế ghê á. Ui, con gì đây. Đi chỗ khác đi. Yêu. Con đó nó sẽ cho mình một cái khúc xương. Ôi trời, ở đây có nhiều cát lún lắm nha. Ủa, gì? Cái gì ta? Đất lún. Ui, ghê quá à. Bùng được các thứ á. Hên quá, mình mới học được cái phép thuật bay. Hợp lý luôn, qua đây là mình bay lượn luôn. Như kiểu phép này dành cho mình đi khám phá luôn á. Ở trên mặt đất thì có mấy cái con giống như zombie. Ở dưới nước thì có mấy con cá sấu hay sao ấy. Kìa. Trời đất ơi. Ghê vậy. Ui, còn có con nó bơi thuyền nữa. Có con nó bơi thuyền ở dưới kìa. Nó bị cá sấu ăn thịt ơi. Đây này, mình đáp xuống. Đáp gần gần xuống nhìn nó thử coi. Sao nó liều dưới ta. Nó dám bơi thuyền ở dưới kìa. Gồng, tấn công. Ui, gồng mình tấn công khó quá. Không biết là mình cưỡi rồng mình tấn công xuống dưới được không nữa. Mình sợ tấn công trúng rồng mình á. À, cưỡi rồng mình tấn công được nha. Tấn công thử coi. Có trúng nó không? Ui, mình tấn công trúng nó cái là nó sẽ bị tan biến mất rồi. Ủa, nó còn cái thuyền không à. Này, để mình xuống mình chơm cái thuyền nó thử coi được không á. Ủa, cái thuyền chìm rồi. Ồ, con kia chết là cái thuyền cũng chìm luôn. Cay thế. Ui, cẩn thận. Ở dưới nước còn có mấy con cá piranha hay sao á. À, nghe à. Trời ơi, con kia nó bơi như mắc cười quá à. Cái vùng này có khá là nhiều điều mới mẻ đối với mình ha. Ôi, lại đây em ơi. Đi tiếp. Giờ không nên dừng chân ở một chỗ quá lâu đâu. Và trên cái thanh máu. Cái gì? Thanh máu của rồng á. Là cái thanh thức ăn của mình á. Hết thanh đó hình như là mình ngụm của tỏi hay sao ấy. Mình mới tìm nguồn thức ăn lẹ thôi. Không thì chết mất. Ủa, mấy cái phải ăn mấy cái này không nè. Mình thử mình chặt cái cây này coi. Mình sẽ lấy cây rìu ra. Ui da. Ui, con nào tấn công vậy? Chưa, từ từ. Có con nào tấn công mình ấy, chúng độc quá trời này. Ồ, hình như là cái con zombie ở vùng này á. À đúng rồi, khi mình chặt cái cây sáp này thì nó sẽ cho mình những cái trái bóng sáp á. Mình ăn vô thì nó sẽ lên cái cục tròn tròn kìa. Hay. Mình sẽ pha một xíu để chúng ta có đồ ăn thức uống á. Chứ không thôi đi khám phá bên này mà không có đồ ăn là chết đói thiệt á. Là không có làm thử thách 6 ngày 6 đêm ở bên đây được luôn á. Rồi, ăn nó hơn xíu rồi. Đi tiếp thôi, hy vọng là mình sẽ sớm tìm được công trình ở bên này ha. Khi đi thì thỉnh thoảng mình gặp được những cái ụ như vậy. Hình như là nó sẽ chứa đồ trong này đó. Mình thấy có cái khối vàng vàng ở đâu đây nè. Đây, hãy luôn. Để mình lấy cây cúp ra mình đào thử. Đó, mình sẽ được một cái khối Octin này thì mình sẽ dùng để làm kiếm nè. Là một cái purifier. Dụng cụ các thứ ha. Đây là loại khoáng sản khá là phổ biến ở bên thế giới Between Land thì phải. Để mình tìm coi còn không, còn thêm không. Lấy nốt luôn. Vậy là được hai khối thôi.
Wow. Top đấy. Bên này thì mình dùng những cái dụng cụ ở thế giới thường của mình á, nó sẽ bị giảm hiệu suất đi rất là nhiều luôn á. Đào nó không còn được tốt như ở trên thế giới thường đâu. Nên mình sẽ sớm nâng cấp thành dụng cụ ở bên thế giới này thôi. Có cái rương cả. Đã nha, tự nhiên khi không có rương. Rồi, nút luôn. Ui, sao nhiều đồ thế? Có đồ ăn luôn nè. Wow, tốt nha. Ui, con nào tấn công vậy? Ui, có con nào? Con đĩa, ui, no. Có con đĩa nó hút máu mình. Chết rồi, mình lấy phép nào tấn công vậy? Giật điện đó, ui, giật điện thì mất máu cả rồng mình á. Trời ơi, nó hút máu mình. Con đĩa. Thiệt tình con đĩa này. Phải kiếm phép nào để tấn công coi. Ui, cái gùng này ghê quá đi. Đâu có đĩa nữa. Trời đất ơi. Ui, đi. Nó ngớ mồi, nó hút hết máu. Mình lăn đùng ra, ngủm ở đây là thôi xong luôn á. Bởi vì cái dùng quá trời nước này là mình nghi rồi. Ghê quá à. Có nên quay xe không? Bỏ thử thách đi, thử thách này. Mình chịu thua rồi. Dùng gì đó khiến ghê. Mình đang dùng phép nhìn trong bóng tối á, nên nhìn nó còn đỡ đỡ nha. Mình mà tắt phép nhìn trong bóng tối thì cái này nó tối thui hả? Ghê lắm. Ăn cái bánh cho đỡ sợ coi. Đi tiếp. Nghe đồn ở đây cũng có boss đấy. Mình cũng muốn gặp boss để mình quýnh nhau với nó. Thử mình chặn. Rồi đi về cũng được ha. Không có muộn đâu. Ôi, hình như tới rồi. Chưa. Mình sẽ cho rồng ở một chỗ ở đây. Ủa, rồng đi đâu vậy? Ô, mấy cái rễ cây này nó biết tấn công. Cú hút sấm sét. Hút một phát là ngấm củ tỏi liền. Cú hút sấm sét. Quay. Cú hút sấm sét nè. Mình sẽ dùng luôn cái phép lốc sấy. Lốc sấy nè. Không ăn thua. Là mình sẽ đổi phép thôi. Lightning web. Để coi mình sẽ giật điện được hay không ha. Thử nè. Mấy rễ cây này chống cự cũng rất là dữ luôn á. Ui, nữa rồi. Mình là gián tiếp. Giật điện trúng em rồng mình nữa rồi. Oh no. Rồng mình lại đi nữa. Bởi vì rồng mình á, ít bị mấy con khác đánh gục lắm. Toàn là bị mình quýnh trúng ngủm không à. Tội nghiệp mấy em thiệt sự. Rồi, đây là boss đó. Boss kiểu như là cây cổ thụ nè. Trời ơi, trói mình luôn rồi. Oh no. Chết rồi, mình bị trói rồi. Mình sẽ dùng phép thuật mình mới học trong ngày hôm nay để tấn công cái cây cổ thụ này. Mất máu cũng từ từ. Đây là cây, không biết mình dùng rìa mình quýnh có ăn thua không ta. Dùng lấy. À, hình như mình dùng rìa mình quýnh thốn lắm á. Một lần cũng được 30 mấy máu. Ui, cây đang chống cự. Mình sẽ hồi phục lại. Búp kháng cự lên. Rồi, chuyển tiếp thôi. Mình kêu cả anh người băng khổng lồ ra quýnh tiếp mình ha. Coi có quýnh tiếp mình không. Sao đứng yên như trời trồng vậy. Kêu đồng đội ra nữa. Bắn tim đi. Đúng rồi, bắt đầu trận chiến nào. Cố lên anh ơi. Cố lên. Vô xúc cái cây này đi. Vô. Đúng rồi. Xúc cái cây đi. Đúng rồi. Cố lên. Ui, tan biến rồi. Kêu một anh khác. Không sao. Rồi, mình sẽ hỗ trợ. Mình sẽ tấn công vô trong đó. Ui, sao lại quýnh đồng đội ở kìa. Trời, quýnh cái địch đi, đừng quýnh đồng đội. Trời ơi, cây đang trỗi dậy kìa. Không sao, gần kết thúc được rồi. Chùm tía. Và chùm tía của mình đã đánh bại được kiểu như là cây cổ thụ rồi á. Ồ, đây là một trong những boss ở bên thế giới bị chuyên lên này á. Và boss cây cổ thụ sẽ cho mình một cái mầm cây cổ thụ nè, với một cái park amulet. Không biết cái amulet này có công dụng gì ha.
Đỉnh vậy. Hình như mình đeo cái amulet đó vô, không chỉ mình mà những em rồng của mình còn có được hiệu ứng nữa hay sao á. Có mấy cái vòng vòng kìa, nhìn đẹp ghê ha. Đẹp như vậy thì đi về thôi. Ở đây ghê quá à. Bữa nào chúng ta sẽ quay lại đây sao ha. Ngài đánh con boss được rồi, đánh nhiều quá bị ghiền á. Tự nhiên đâu ở đây có một cái căn nhà rất là đẹp này, nhìn thích thật sự ấy. Ui, cái này mà mình tìm được sớm chắc mình làm cái nhà khởi đầu của mình luôn ấy. Ui, sao nhiều chim thế. Ôi, bình tĩnh. Mấy con chim này. Ủa, ôi rồng. Ôi rồng ơi, anh xin lỗi. Sao cứ hở mình dùng phép thuật liên quan tới sấm sét là sẽ có một em rồng của mình sẽ nằm xuống nha. Mình bị dính lời nguyền gì rồi. Ôi, tên này nữa. Mình sẽ kêu đệ mình ra. Ồ không, người anh em mình ra. Người khổng lồ băng, xuống dưới xử hắn đi. Xuống dưới. Đúng rồi, xúc. Xúc đi. Đập hắn. Hay lắm. Wow, chỗ này có căn nhà đẹp quá trời này. Bình tĩnh. Ui, bình tĩnh. Từ từ. Để mình kiếm phép nào. Dùng phép nào vậy ta? Chết rồi. Đây, phép triệu hồi này đi. Trong đây còn quái nhiều lắm đúng không? Có vẻ là khá nhiều nhện đây. Mình thấy mạng nhện đóng tùm lum luôn á. Để vô đây mình quét mạng nhện mới được. Quá trời mạng nhện này. Ồ, nó có rương luôn. Nhiều đồ lắm nha. Một quyển sách nâng cấp lên apprentice nè. À, thẻ đổi tên. Được. Rồi còn gì nữa? Coi kìa, sách phép này. 1, 2, 3, 4, 5 quyển. Nhưng mà chỉ có 2 quyển mới thôi. Hơi bèo nha. Và một cái rương cấp độ epic luôn. Uầy. Một tiếp thuốc nổ. Mở rương thử coi. Cho mình một thanh kiếm màu xanh. Đây là thanh kiếm Riving Cover. Cái này thì có 22 sát thương á. Tốc độ đánh là 1.3 thôi. Cũng ổn đấy. Để mình quýnh bà phù thủy này test sức mạnh luôn. Một chặt chết bà phù thủy cơ. Mạnh vậy. Kiếm này hơi bị dữ luôn. Ghê nha. Đánh một lần thì mình sẽ rất là đói luôn. Bị kiểu như là bị giật thanh thức ăn á. Nhưng mà đổi lại thì sát thương của thanh kiếm này là cực kỳ khỏe. Ở đây nó còn có căn phòng kiểu như là dành riêng cho việc tập bắn cung hay sao này. Giống lắm luôn á, nó có cung với mũi tên nè, để mình chơi thử xíu đi. Bắn chúng có thưởng nhau. Ôi trời, bắn hụt vậy. Tự nhiên nay tìm được căn biệt thự đúng đẹp luôn á, mà tiếc là cái này nó xa nhà mình quá. Giờ mình dời hết đồ qua đây thì chắc mất cả tuần ấy. Cực kỳ xa luôn. Thôi, coi như có duyên thôi. Gặp được là may mắn rồi. Hy vọng sẽ có một cơ hội nào đó mình tìm được một cái căn giống như vậy mà gần nhà mình ha. Vô ở là hơi bị đã luôn á. Ôi, trước mặt mình là một tổ rồng mới. Ôi, hai em rồng đang ngủ kìa. Này Tula, hai con đó nó bự lắm, nó quýnh một phát một anh với em nằm một đống ấy. Bây giờ bàn như vậy, em ngủ đây, anh vô trỏng anh lấy cái trứng rồng xong rồi anh ra với em. Chị nha, kế hoạch là vậy chứ không thôi một hồi anh em mình lại kiểu tấn công trúng nhau rồi. Lại anh mang tiếng là không thương em, tối ngày đánh em nữa là chết luôn á. Rồi, vô. Omega Louis, không thấy tôi. Không thấy nhà. Đây là rồng Grimson Gore Gutter. Grimson Gore Gutter. Trời ơi, cái trứng mà có cặp sừng quá trời to luôn. Wow, hai em này ngủ say quá trời luôn nè. Mình vô mình lấy trứng rồng mà không hay biết luôn. Ui, nhưng mà cũng cảm ơn vì quả trứng nha. Đã. Phía đằng kia là chưa. Hình như đó là công trình thì phải đúng không? Ui, có mấy thanh niên này. Có tấn công không vậy?
À hình như có tấn công anh. Ê cha cha, ê cha cha. Chưa nếm mùi sấm sét hả? Nếm mùi sấm sét đi. Lao nháo. Cho mình một cái đồ chơi nè. Wow, mấy thanh niên đó sẽ cho mình cái đồ chơi ha. Nhưng mà bây giờ thì mình cần phải tìm một cái chìa khóa của cái dungeon Giáng sinh này để chúng ta vô trong đó ha. Wow, thích thế nhờ. Sẽ có một ngày sớm thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá thế giới trong công trình Giáng sinh này. Còn giờ thì mình sẽ tiếp tục khám phá dùng băng này thôi nè. Giờ mình gặp thêm vài con rồng băng nữa là đẹp. Để mình farm thêm vảy rồng băng á. Còn sớm làm cái lò luyện thép rồng băng nữa chứ. Nhưng mà tạm thời gác qua cái vụ luyện thép rồng băng. Mình lại gặp thêm một cái tổ rồng mới rồi. Ui nay hơn vậy. Tuy không có tìm được trứng rồng mình mong muốn, nhưng mà ít ra cũng có trứng rồng mới. Và trứng rồng lần này là trứng rồng Titan Woolly Hole. Titan Woolly Hole. Lấy em rồng này nè. Trời ơi nhìn. Còn cái mắt liêm diêm ngủ kìa. Ngủ say chứ không biết nữa. Nè cho miếng thịt nè. Cảm ơn vì cái trứng nha. Thôi đi thôi đi thôi. Học một hồi con kia nó về nó phát hiện mất cái trứng là nó quýnh mình ha. No đòn luôn á. Tuy là bữa nay không có tìm được trứng rồng Ace hay là trứng rồng Night Fury như mình mong muốn á, nhưng mà ít ra thì mình cũng có trứng rồng mới. Đó chính là trứng rồng Titan Woolly Hole nè. Cũng như là trứng rồng Crimson á. Đây là hai loài rồng mình thấy khá là hiếm á. Tại vì phải tìm ở vùng băng thì mới có cơ. Nên mình sẽ tranh thủ mình up sớm thôi để cho vô đội hình rồng của mình. Và hôm nay thì cũng có chào đón thêm một thành viên mới, đó chính là Nightula rất là mạnh nha. Đã cùng mình khám phá ở bên thế giới Between Land. Tuy nó hơi đáng sợ một xíu, nhưng mà sắp tới mình sẽ gán cho Nightula mạnh hơn để qua đó khám phá nó đỡ sợ hơn á. Chứ qua đó một mình với rồng thì cũng hơi sợ sợ. Rồi và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Cùng với giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.